Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, những người đi theo giai cấp vô sản trên toàn thế giới hướng về kỷ niệm 197 năm ngày sinh các Marx. Báo Nhân dân điện tử có bài viết về người, bài báo nhấn mạnh. Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, Đảng ta nhất quán kiên định lấy chủ nghĩa Marx-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Song kiên định không có nghĩa là giáo điều sách vở mà phải vận dụng sáng tạo và phát triển. Kiên định còn có một ý nghĩa khác. Trong khi coi chủ nghĩa Marx-Lênin là học thuyết cách mạng có tính khoa học nhất phù hợp với sự phát triển của thời đại ngày nay, thì đối với việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản của thời đại và thế giới đương đại, chúng ta không bác bỏ một cách vũ đoán, trái lại chủ động nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết phát triển, các trào lưu lý luận và các thành tựu khoa học xã hội thế giới. Chủ nghĩa Marx-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân điện tử đưa tin, ngày 4 tháng 5 năm 2015, khai mạc hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung đảng khóa 11. Sáng ngày 4 tháng 5, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung đảng khóa 11 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, thảo luận cho ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, đóng góp ý kiến về báo cáo các công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay. Về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ nay đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội, Ban chấp hành Trung ương phải tập trung chuẩn bị nhân sự đại hội theo quy định của điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện mang tầm quốc tế được nhiều người quan tâm đó là lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít. Tại sự kiện này, Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga, thăm Cộng hòa Séc và Cộng hòa Azerbaijan. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga. Trang điện tử Công an Nhân dân cho biết, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, thăm cấp nhà nước Cộng hòa Séc từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 và thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Cùng trên báo Nhân dân điện tử có bài Vải thiều Thanh Hà trước cơ hội xuất ngoại. Theo Nhân dân điện tử, gần 100 hộ dân trồng vải thiều ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương đang hồi hộp chăm sóc diện tích vải thiều thuộc dự án xuất khẩu vải quả sang Mỹ. Dự án mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân nhưng cũng tạo rất nhiều áp lực bởi yêu cầu khắt khe của thị trường Mỹ. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cây vải thiều đã phát triển ồ ạt ở nhiều vùng đất nước. Mùa vải chín, các trà vải chín rộ chỉ trong vòng một tháng, khiến người dân rất khó bảo quản và kịp tiêu thụ. Sản lượng vải quả chỉ tính riêng ở Hải Dương và Bắc Giang đã lên tới hàng trăm nghìn tấn mỗi vụ, khiến cung vượt cầu, quả vải rớt giá. Nhiều năm người trồng vải méo mặt bởi thu nhập từ cây vải không bằng cây lúa, thậm chí lỗ vốn. Dự án vải thiều xuất Mỹ khiến người dân Thanh Hà khấp khởi hy vọng vào một thị trường ổn định và bền vững. Như vậy sau Mỹ, Úc là thị trường khó tính thứ hai chấp nhận nhập khẩu trái vải tươi của Việt Nam. Dự kiến trong tháng 5 năm 2015, cơ quan chức năng của Úc và Mỹ sẽ đến Việt Nam kiểm tra và thống nhất về tiêu chuẩn chất lượng những lô vải thiều đầu tiên trước khi nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, trên báo Lao động điện tử đưa tin, sáng ngày 3 tháng 5 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cùng gia quyến đã tổ chức long trọng lễ truy điệu hai phi công thuộc Trung đoàn Không quân 937, Sư đoàn Không quân 370 hy sinh ngày 16 tháng 4 tại vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang
thân bằng quyến thuộc của hai đồng chí liệt sĩ phi công, Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú đã có mặt trong trước sân nhà tang lễ để viếng tang tiễn biệt hai đồng chí phi công. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã gửi vòng hoa đến viếng hai đồng chí phi công. Trong quá trình lái huấn luyện, hai chiến sĩ phi công đã hy sinh tại vùng biển đảo Phú Quý. Đây là một mất mát đối với gia đình và đối với quân đội vì họ là những phi công dày dặn kinh nghiệm, được nhà nước đào tạo cơ bản. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, báo Công an Nhân dân điện tử có bài Giảm ảo, tăng chất lượng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Năm 2015, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia gộp hai kỳ thi làm một. Các nhà quản lý giáo dục dự kiến số môn thi thí sinh tham dự thấp nhất là 4, cao nhất là 8 môn. Một số chuyên gia giáo dục tại phía Nam cho rằng quá trình tổ chức thi sẽ phải thường xuyên điều chỉnh, năng động bổ sung và hoàn thiện để đạt mục tiêu an toàn chất lượng cho công tác tuyển sinh, đồng thời phải chống ảo hồ sơ. Theo phân tích của tiến sĩ Trần Đình Lý, có hai phương án. Một là loại bỏ bớt điểm thi, trong đó 3 môn thi bắt buộc tỷ lệ tham gia sẽ cao nhất. Ở môn thi thứ 5, thứ 6, thứ 7, 8 chắc chắn sẽ có số thí sinh giảm dần. Vậy trong 30.000 thí sinh thi tại cụm thi này, trừ trường hợp bỏ thi, còn không có chuyện không thi. Ảo trong 3 môn thi bắt buộc là không có. Từ môn thứ 4, xu hướng sẽ giảm dần. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề này, báo điện tử Chính phủ đăng chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng nhằm hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần. Để tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ sở giáo dục và đào tạo các địa phương liên quan trong việc tổ chức kỳ thi, có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, kỳ thi trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, rộng rãi ý kiến đóng góp. Kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, rộng rãi ý kiến góp ý xác đáng của xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Đầu báo online ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.